nay chúng ta tiếp tục chương thứ nhì, đó là về tích phần bội, tích phần bội, tích phần qua hàm nhiều biến số. Nhưng mà cái phần tích phần qua hàm ba biến số thì các chị coi như tự động, trong địa phương có nhưng mà các chị tự động mà không có thi. Tất cả các lớp đều như vậy, nhưng mà lớp mình tất cả các lớp đều như vậy. Bây giờ là 45 tiết thì tất cả những cái nội dung còn lại nó cũng đã rất là nhiều rồi. Số nội dung thì chuyển sang cái phần tự động. Thế thì có thể nói ngắn gọn là cái phần trọng tâm của cái môn vi tích phần 2B chính là phần chiều nay chúng ta làm việc, buổi sau hay buổi là cái phần tích phần kép. Thì nói ngắn gọn là nếu mà cái phần tích phần kép mình làm được, môn học chắc chắn đậu. Còn điều ngược lại cũng đúng luôn, làm không được hầu như rất chắc. Cho nên là cái tầm quan trọng của cái phân tích phân kép là như vậy. Trong môn học thì dĩ nhiên có những cái chỗ quan trọng, những chỗ ít quan trọng hơn. Cái chỗ quan trọng nhất của môn học chính là tích phân kép. Cái phần tóm tắt lý thuyết thì tôi đã ghi chú trong phần tóm tắt rồi, các chị khỏi viết, chỉ nghe giảng. Tí nữa qua cái phần ví dụ thì mình mới cầm bút lên mình làm thôi. Phần tóm tắt thì tôi cập nhật một số cái câu có các đề thi, cho nên mới vừa để lên. Tạm giờ các chị tập trung liên bản nghe tôi giảng lý thuyết. Thì trước hết thì tôi nhắc lại cái bài toán tích phần xác định của hàm một biến số mà các chị đã học vào học kỳ 1. Để chi? Để tí nữa thì chúng ta qua cái phân tích hàm phân của hàm hai biến số, chúng ta tìm hiểu cái bài toán trong hình học, thì cấu trúc lời giải của bài toán trong cái trường hợp hàm hai biến thì nó theo cái sơ đồ nó cũng tương tự như cái trường hợp hàm một biến vậy. Và đó là cái lý do mà tôi nhắc lại cái phần một biến trước các em ạ. Nhưng mà dĩ nhiên nhắc lại ngắn gọn thôi, để các chị nhớ lại là cái bài toán trong phần hàm một biến đó là gì? Tính diện tích của hình thang cong giới hạn bởi bốn đường. Thứ nhất là trục thành. Thứ hai là đồ thị hàm số y bằng fx. Thứ ba là đường x bằng a. Thứ tư là đường x bằng b. Dĩ nhiên ở đây đồ thị c có phương trình y bằng fx giả sử nằm trên trục thành. Hình thang này được gọi là hình thang cong này. Thì để giải bài toán này chúng ta nhớ lại bước 1, chia hình thang lớn này thành n hình thang nhỏ bởi các đường thẳng song song với trục tung. Bước 1 là chia hình thang lớn thành n hình thang nhỏ bởi các đường thẳng song song với trục tung. Bước thứ 2, xấp xỉ diện tích của một hình thang nhỏ, lấy một hình thang nhỏ thứ y đại diện. Hình thang nhỏ thứ y này có đầu bút bên trái là cái y trừ 1, đầu bút bên phải đây là cái y. Làm thế nào để sắp xỉ diện tích của hình thang nhỏ này? Chúng ta nhớ lại là trên cạnh đáy các chị lấy một điểm có hàm độ x y sao tùy ý. Từ điểm này dựng đường song song với trục tung các cạnh phía trên tại điểm M, rồi từ điểm này dựng đường song song với trục hoành các cạnh và cạnh kéo dài tại các điểm tương ứng. Và các chị nhớ lại là chúng ta sắp xỉ diện tích hình thang nhỏ bởi diện tích hình chữ nhật vừa được cạnh này. Hình chữ nhật này các anh chị thấy kích thước theo phương nằm ngang, kích thước theo phương nằm ngang là mình lấy độ dài của đoạn từ x y trừ 1 đến x y có được bằng cách lấy cái số lớn là số bên phải x y trừ đi số nhỏ là số bên trái x y trừ 1. Và cái hiệu này chúng ta thường viết gọn là delta x y, theo nào delta x y đó là kích thước theo phương nằm ngang, kích thước theo phương thẳng đứng, kích thước theo phương thẳng đứng cả lớp thấy chính là độ cao của điểm M, mà điểm M nằm trên đồ thị hàm số y bằng fx và điểm M có hoành độ là x y sao
Cho nên tung độ rõ ràng là F của x y sao. Nói cách khác là hình chữ nhật này có kích thước theo phương thức đứng là F của x y sao. Bởi vậy, cho nên diện tích gần đúng của hình thang nhỏ thứ y tôi ký hiệu là A nhân hoa. Nó sẽ gần bằng diện tích hình chữ nhật màu vàng thì bằng tích hai kích thước theo phương tầng ngang là delta x y nhân với kích thước theo phương tầng đứng f x y sao. À, rồi, và hình thang lớn ban đầu có diện tích là f, hình thang lớn ban đầu, hình thang cong ban đầu đó, giới hạn bởi bốn đường trục phẳng đồ thị hàm số y bằng f x bằng a x bằng b, diện tích đồng tôi ký hiệu với chữ f. Thì rõ ràng cả lớp thấy bằng diện tích hình thang nhỏ thứ nhất cộng diện tích hình thang nhỏ thứ hai cộng cho đến diện tích hình thang nhỏ thứ n, tổng này chúng ta có thể viết gọn lại là sigma ai đi từ 1 đến n. À, mà ai thì lại gần bằng cái tích vừa rồi, cho nên gần bằng sigma delta x y nhân với f của x y sao đi từ 1 đến n. Và tới đây thì chúng ta thu được là cái diện tích gần đúng của cái hình thang lớn ban đầu. Rồi bây giờ chúng ta có nhận xét tôi ký hiệu cái sigma này là xn đấy, ký hiệu sigma đó là xn. Chúng ta có nhận xét là khi n tiến về cộng vô cùng, n là gì? Mình chia hình thang lớn ban đầu thành n cái hình thang nhỏ, và khi mà n nó càng lớn, tức là mình chia cái hình thang càng nhiều hình thang nhỏ sao cho các cái hình thang nó càng bé. Mà các hình thang càng bé thì rõ ràng cả lớp thấy cái sai số có nghĩa là giữa cái diện tích thực của cái hình thang nhỏ màu trắng với cái diện tích hình chữ nhật màu vàng, thì cả lớp thấy chính là cái sai số chính là cái đẹo phía trên, diện tích đẹo phía trên mình trừ đi diện tích của cái rẽo phía dưới mình bù vô, màu xanh bù vô. Dĩ nhiên khi mình lấy mình bù như vậy đó, thường là nó sẽ có sai số, thường nó sẽ có độ lệch dư tí hay là thiếu tí. Dĩ nhiên thỉnh thoảng có một số trường hợp đẹp nó bằng, nhưng mà cái độ lệch giữa hai cái rẽo nhỏ đó chính là sai số. À nào, thì rõ ràng chúng ta thấy là khi n tiến về cộng vô cùng, tức là các cái hình thang nó càng bé, thì rõ ràng là sai số nó tiến về không, sai số tiến về không. Mà sai số tiến về không thì cái việc sắp xỉ bên đây nó càng chính xác, nghĩa là cái tổng xn nó càng tiến về cái diện tích đúng của phần hình thang. Và thay vì nói như thế này thì chúng ta biết rằng là chúng ta dùng cái ký hiệu toán học giới hạn, chúng ta biết là f bằng liên của xn khi n tiến về cộng vô cùng phải không? Và chúng ta biết lại là liên của sigma delta x y nhân với f của x y sao y từ 1 tới n tiến về cộng vô cùng. Tới đó coi như chắc hết cái lời giải của bài toán diện tích hình thành công. Và tiếp theo tôi nói gọn thôi, là cái giới hạn này nếu có và hữu hạn và không phụ thuộc vào cách chia đoạn AB và không phụ thuộc vào cách chọn điểm x y sao. Có nghĩa là dù mình chia đoạn AB ra cách nào đi nữa, rồi dù mình lấy x y sao đâu đi đoạn con tới y đi nữa, nếu như cái giới hạn này nó vẫn luôn luôn bằng một hằng số không đổi, lúc đó giới hạn này được định nghĩa bằng tích phân từ A đến B của F x điểm. À, nói gọn là tích phân từ A đến B của F x điểm là giới hạn này này, giới hạn của cái tổng chúng ta gọi là tổng tích phân sigma chúng ta đã biết. Đó là tôi nhắc lại bài cũ và cái bài mới của mình chuẩn bị cũng theo cái cấu trúc như vậy đó. Bài toán chiều nay chúng ta nghiên cứu là gì? Tính thể tích của một cái vật thể có dạng người ta gọi là hình trụ cong.
hình trụ cột. Thì chúng ta hình dung như thế nào? Bây giờ tưởng tượng là giả sử chúng ta có cái lon sữa, thì để dễ hình dung. Ví dụ lon sữa đặc có đường, lon sữa ống thọ chúng ta thường gặp á. Thì cả nó thấy dĩ nhiên cái lon sữa đó thì đẹp rồi. Thể tích của nó mình lấy diện tích đáy là thường là hình tròn nhân với chiều cao của hình trụ là ra thể tích. À, nhưng mà bây giờ cả nó hình dung ra cái hình trụ mới như thế này. Bây giờ cái nắp phía trên của lon sữa mình gỡ bỏ đi. À, và mình thay cái nắp phía trên bởi một cái mặt cong có phương trình z bằng f x. Và bài toán đặt ra là hãy tính thể tích của cái hình trụ mới. Tính thể tích của hình trụ mới đó. À, đây dưới là một cái miệng đen nằm trong mặt phẳng O X Y. Đây đen là một mặt cong có phương trình z bằng f x. Và cái mặt xung quanh đó là một cái mặt trụ như cả đó, chứ không phải là một mặt xung quanh mặt linh tinh, không phải. Mặt xung quanh nó là một cái mặt trụ có đường sinh song song với OZ. À, chúng ta thỉnh thoảng ví dụ một số nơi xây dựng, các anh chị thấy là thường là họ rào chắn, dù thỉnh thoảng họ thường họ lấy tôn họ rào đứng lên. À, chúng ta tưởng tượng xung quanh của cái mặt trụ bây giờ là một cái mặt trụ có đường sinh song song với OZ, tính thể tích của cái vật thể đó. Bây giờ cái ý tưởng như thế nào? Ý tưởng như thế nào? Ý tưởng là chúng ta chia cái hình trụ lớn cùng thành các cái hình trụ nhỏ, nó giống như chia cái hình thang lớn thành n hình thang nhỏ vậy. Nhưng mà bây giờ mình chia mình hình dung như thế nào ạ? Thì để cho dễ hình dung, ví dụ như lon sữa hồi nãy thì nếu mình cắt ra thì nó hơi khó hình dung. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng là bây giờ mình thay cái lon sữa bởi cái vật thể khác đi. Ví dụ thỉnh thoảng mình đi, các chị đi siêu thị chẳng hạn, thì thường là trong siêu thị mà có bán mấy cây chả lụa to to nửa ký, hàng ký vậy đó, thỉnh thoảng hay mua ví dụ vậy. Thì bây giờ giả sử chúng ta hình dung là chúng ta mua một cây chả lụa ngoài ký đi, và giả sử họ làm đẹp, đẹp có nghĩa là mình dựng lên, dựng đi mặt bàn cái hàng, chúng ta thu được một cái khối, một cái hình trụ đứng, tưởng tượng như thế. Rồi bây giờ tưởng tượng là chúng ta lấy dao, chúng ta gọt cái mặt phía trên của cây chả lụa đó, à, thành một mặt cong có phương trình z bằng f x y. Và bây giờ tính cái thể tích của cái cây chả lụa mới. Thì cả lớp thấy là cái bước 1 mình chia cái, mình cắt cái cây chả lụa thành các cái miếng chả lụa nhỏ bằng cách là mình lấy dao mình dùng cái mặt cắt sao cho nó song song với trục OZ. Chúng ta tưởng tượng để cây chả lụa đứng song song với OZ mà, à, mình cắt bởi các cái mặt cắt song song với OZ. Thì lúc này chúng ta hình dung là chúng ta thu được các cái miếng chả lụa nhỏ nhỏ cả bằng viên phấn này đi. Chúng ta hình dung bằng viên phấn nè. Rồi, đến bây giờ chúng ta tưởng tượng cái đáy dưới của viên phấn tôi chưa biết, có nghĩa là nó để lên mặt bàn là nó đứng viên phấn, có nghĩa là nó vuông góc mặt bàn, vuông góc cái đáy của viên phấn á, thẳng hơn, nó vuông góc mặt xung quanh, tức là nó trùng với mặt bàn. Còn cái mặt phía trên của viên phấn tôi biết rồi, anh chị thấy nó hình dung giống miếng chả lụa mình cắt ra đó, nó còn chưa có vuông vức, nó méo mó tùm lum á. Thế bây giờ chúng ta tưởng tượng, chúng ta lấy dao, chúng ta gọt cái miếng chả lụa nhỏ đó đi, gọt cái đầu phía trên đó, sao cho cái đáy phía trên nó song song với đáy dưới và cùng vuông góc với mặt xung quanh, để cho mỗi cái miếng chả lụa nhỏ bằng viên phấn bây giờ nó có dạng là một cái hình trụ đứng. À, đó hình dung ra. Và bây giờ thể tích của mỗi cái miếng chả lụa nhỏ bằng viên phấn, mình lấy diện tích đáy mình nhân với chiều cao. Thế thì cái thể tích của miếng chả lụa nhỏ ban đầu nó sẽ gần bằng thể tích của cái miếng chả lụa mới, nhưng mà sẽ có một cái sai số, một cái sai khác so với cái miếng chả lụa ban đầu ở chỗ chính là cái miếng mình bọt đi đó. Lấy dao mình gọt bớt cái miếng phía trên mình bỏ đi, thế thì cái miếng chả lụa nhỏ mình gọt mình vừa bỏ ra đó chính là sai số, tất cả đó sai số. Và chúng ta hình dung nếu mà cái miếng chả lụa nó còn nhỏ hơn nữa, tức là bây giờ mình chia sao cho nó cả bằng chiếc đũa chia nhỏ hơn nữa, quay tâm chẳng hạn, rõ ràng chúng ta hình dung các cái miếng chả lụa mà nó càng bé thì sai số nó càng bé hơn. Cái ý tưởng vậy. Thì cụ thể hơn mình làm như thế nào? Cụ thể hơn như thế nào? Bây giờ chúng ta xem thử cái việc sắp xỉ thể tích của một cái hình trụ nhỏ cách làm như thế nào đây. Này cũng nghe dạng thôi, tấm tắt cho mấy con. Trên hình vẽ cả lớp thấy là cách họ mô phỏng cái chuyện mà sắp xỉ thể tích của một cái hình trụ nhỏ như sau.
Giả sử cái hình trụ nhỏ này có đáy dưới có diện tích delta i, delta i là diện tích đáy của hình trụ nhỏ thứ y. À, bây giờ chiều cao thì làm như thế nào? Ở trong cái trường hợp hình phẳng, cả lớp thấy trên cạnh đáy dưới nè, lấy một điểm x y sao từ y, từ điểm này dựng đường song song với trục tung các cạnh phía trên tại điểm M, rồi dựng đường thẳng song song với trục hoành để sắp xỉ diện tích hình thang bởi hình chữ nhật tương ứng. Còn ở đây thì sao? Cũng tương tự nhưng mà mở rộng trong không gian ba chiều. Trên cái mặt đáy nè của hình thang nhỏ thứ y, các chị lấy điểm ở đây, điểm màu đen nè, điểm này có tọa độ trong cái hình vẽ thì cả lớp thấy là x y z sao, y z sao, nhưng mà tôi chỉnh lại chút, điểm này có tọa độ là x y sao, y y sao. Dĩ nhiên điểm màu đen này lấy ở đâu thì câu trả lời là lấy ở đâu trên cái đáy dưới cũng được hết, lấy cái gì từ điểm đó dựng đường song song với OZ chính là đường màu đỏ trong hình vẽ cả lớp thấy, đường màu đỏ. Đường này song song OZ này cắt mặt phía trên tại một điểm màu đen, rồi từ điểm màu đen đó ở trong cái trường hợp hình phẳng thì mình dựng đường song song với trục hoành, nhưng ở đây mình dựng một cái mặt song song với mặt phẳng OZ. Đó chính là cái công việc mà lúc nãy tôi nói là lấy cái miếng chả lụa nhỏ này, mình lấy dao mình gọt cái đầu phía trên cho nó ngay ngắn cái miếng chả lụa lại đó, vuông vức lại đó ha. À, thì cái chuyện mình lấy dao mình gọt nó tương ứng với dựng một cái mặt phẳng song song với mặt phẳng OXY đi qua cái điểm vừa được cắt lúc này. Thì cái mặt cắt này, cái mặt song song OXY đó, nó sẽ cắt cái mặt trụ nhỏ xung quanh theo cái giao tuyến được mô tả ở hình vẽ này, chính là các cái giao tuyến màu xanh chuối này, màu xanh nhỏ nhỏ này. À, hình dung được không? À, mình cắt vuông vức lại. Rồi, thế thì cái thể tích của hình trụ nhỏ ban đầu nó sẽ gần bằng thể tích của cái hình trụ đứng. Diện tích đáy delta AI và chiều cao chính là bằng khoảng cách từ điểm, hồi nãy tôi gọi điểm M để cho dễ nói nha, chính là bằng khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng OXY, tức là độ dài đoạn màu đỏ. Độ dài đoạn màu đỏ làm sao tính? Điểm này là điểm M nằm trên mặt phẳng Z bằng FXY, cho nên rõ ràng cái khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng OXY, tức là độ dài đoạn màu đỏ, rõ ràng là bằng độ cao của điểm M. Muốn tìm độ cao, chúng ta thay hoành độ là XY sao, tung độ là YY sao vào cái biểu thức của hàm F. À, thì cả lớp thu được Z bằng F của XY sao, YY sao là chiều cao. Và do vậy, VY ở đây là gì? VY ở đây là thể tích của cái miếng chả lụa nhỏ thứ y mà lúc nãy mình vừa cắt ra đó. Thể tích của hình trụ cầu nhỏ thứ y nó sẽ gần bằng diện tích đáy bên tay nhân với chiều cao của đoạn màu đỏ, độ dài của đoạn màu đỏ. Cả lớp hình dung được không? Được ha. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cộng hết thể tích của từng cái hình trụ nhỏ lại. Cái phần này nghe dàng chịu khó tí. Lát nữa thì toàn là tính toán thực hành thôi. Cái phần đầu thì lý thuyết để đỡ ghi chép thì tôi có tóm tắt và nghe dàng chút. Vậy thể tích hình trụ lớn bằng thể tích hình trụ nhỏ thứ nhất cộng thể tích hình trụ nhỏ thứ hai cộng cho đến thể tích hình trụ nhỏ thứ n. Cái này cũng nghe không ghi gì cả. Tổng này có thể viết lại là sigma VI y từ 1 tới 5. Mà VY thì gần bằng tích bên kia, cho nên bây giờ là gần bằng sigma F của XY sao, YY sao nhân với delta AI. Delta AI là diện tích đáy của hình trụ nhỏ thứ y. Đến đây chúng ta thu được thể tích gần đúng của hình trụ lớn ban đầu, của cái hình trụ cầu lớn ban đầu. À, dĩ nhiên cả lớp thấy sai số chính là các cái miếng chả lụa nhỏ phía trên mình gọt bỏ đi đó là sai số. À, rồi bây giờ tôi đặt cái tổng này là xn.
Chúng ta cũng có nhận xét khi n là số hình trụ nhỏ mình chia càng nhiều, rõ ràng sai số càng bé. Và sai số càng bé thì cái việc sắp xỉ của mình nó càng chính xác, nghĩa là cái tổng xn nó càng tiến về cái thể tích đúng của hình trụ ban đầu. Xn tiến về thể tích hình trụ đúng, hình trụ thể tích đúng của hình trụ ban đầu. Và thay vì nói như thế này thì chúng ta viết là v bằng lim của xn, n tiến về còn vô cùng. Mà như vậy có nghĩa là bằng lim của sigma f của x y sao, y sao nhân với delta i y từ 1 tới n tiến về còn vô cùng. Môn học của mình chính thức giảng ở lớp còn hai cái định nghĩa tích phân nữa, là tích phân đường loại 1, đường loại 2, cũng theo cái mô hình như tích phân xác định hàm một biến và tích phân kép của hàm hai biến số mình đang tìm hiểu đây. Cho nên chúng ta để ý khi sơ đồ của bài toán ha. Rồi bây giờ tới đây thì tiếp theo nói gọn như thế này, tới đây thì coi như cái lời giải của cái bài toán tính thể tích của hình trụ cong tới đây là xong rồi đó, xong rồi. Rồi bây giờ nói gọn nè, cái giới hạn này nếu có, nếu giới hạn này có và hữu hạn, không phụ thuộc vào cách chia hình trụ lớn thành n, hình trụ nhỏ, tức là không phụ thuộc vào cách chia cái miền đen ban đầu. Cả lớp thấy cái chuyện mà chia cái hình trụ thành n, hình trụ nhỏ, nó tương đương với cái chuyện là chia cái miền D ở mặt phẳng ôi kia, tức là cái đáy của hình trụ lớn thành n cái mảnh nhỏ, ha. Nếu như cái giới hạn này không phụ thuộc vào cách chia miền D và không phụ thuộc vào cách chọn điểm x y sao thì y sao ở mỗi cái hình trụ nhỏ đó, nếu như thế giới hạn này được gọi là tích phân kép trên miền D của fx y dA. Ở đây cái dA giờ a đó, cái ý nghĩa của nó chính là các cái vi phân diện tích đó, các cái vi phân, các cái diện tích nhỏ đó ha, thì ký hiệu là giờ a ở đây. Nhưng mà dĩ nhiên đó là tôi nói gọn, còn định nghĩa chính xác tích phân của hàm hai biến số như sau. Nhưng mà trước hết tôi nói thêm này, từ cái lời giải của cái bài toán thể tích hình trụ cong này, từ lời giải của bài toán thể tích hình trụ cong này, ngoài ra còn một số bài toán khác trong thực tế cũng dẫn đến cái mô hình này. Các anh chị hỏi bài toán nào như vậy? Tôi ví dụ nói thêm chút xíu thôi, không có kịp. Bây giờ tưởng tượng là trong mặt phẳng OXY chúng ta có một cái tấm kim loại đen, có tấm kim loại đen. Giả sử vì một cái lý do gì đó mình không có căn được, bài toán đặt ra là tính khối lượng của tấm kim loại đen này. Với cái giả thiết là tại điểm M có mạnh độ là x, tung độ là y trên cái tấm kim loại đó, thì mật độ khối lượng hay nói cách khác là khối lượng riêng tại đó là một số thực, nó phụ thuộc vào tọa độ của điểm M. Mật độ khối lượng của tấm kim loại đen tại điểm M là rho bằng fxy, tìm khối lượng của tấm kim loại đen. Thì cả lớp thấy cái cách xử lý cái bài toán này, cái mô hình nó tương tự như cái lời giải của bài toán thể tích hình trụ cong vừa rồi. Đó là gì? Bước 1, chia nhỏ miền đen này ra thành n cái mảnh nhỏ. Bước thứ hai, sắp xỉ cái khối lượng của một cái mảnh nhỏ, sắp xỉ khối lượng của một cái mảnh nhỏ này. Cái mảnh này thật ra nó cực bé, cho nên mình có thể xem như là khối lượng riêng tại tất cả các điểm trên cái mảnh này nó như nhau. Mình có thể sắp xỉ như vậy, và giả sử nó cùng bằng khối lượng riêng tại điểm x y sao,
Và lúc đó F và X sao Y sao này chính là khối lượng riêng của cái mảnh nhỏ thứ Y tại điểm X sao Y sao đó. Lấy khối lượng riêng nhân với diện tích của cái mảnh nhỏ thì ra khối lượng gần đúng của mảnh kim loại thứ Y chia tự miền D ra, cộng hết lại, lấy sigma lại, đây chính là khối lượng gần đúng của tấm kim loại đen. Lấy giới hạn cho ra cái khối lượng đúng của tấm kim loại đen. M của đen sẽ bằng ly của sigma. Như vậy là từ cái bài toán trong hình học cũng như bài toán trong vật lý vừa được đề cập thêm, chúng ta thấy đều dẫn đến một cái mô hình chung, lấy giới hạn của một biểu thức có dạng như thế này. Và bây giờ họ mô hình hóa lên, họ thành lập một cái mô hình toán học được gọi là tích phân của hàm hai biến số tích phân kép. Định nghĩa nó có bốn bước, cái này thờ đã ghi chép và tôi đã gõ anh chị nghe. Bước một, chia miền D thành N miền con. Bước hai, trên miền con thứ Y lấy một điểm X Y sao Y sao. Thật ra cái bước này, bước thứ hai chính là xấp xỉ thể tích của một hình trụ nhỏ, hay là xấp xỉ cái khối lượng của mảnh kim loại thứ Y. Bước ba, lập tổng tích phân Riemann. Tổng tích phân này ý nghĩa hình học chính là cái thể tích gần đúng của hình trụ hoặc là cái khối lượng gần đúng của tấm kim loại đen. Ý nghĩa vật lý và ý nghĩa hình học tương tự như vậy. Bước thứ tư, người ta nói bước thứ tư là mới, người ta nói nè, nếu giới hạn của tổng tích phân bằng một hằng số hữu hạn, không phụ thuộc vào cách chia miền D và không phụ thuộc vào cách lấy điểm MI, tức là dù chia theo cách nào đi nữa, dù lấy điểm MI ở đâu trên cái miền con thứ Y đi nữa, giới hạn của giả sử rằng là liêm này luôn luôn bằng một hằng số không đổi. Còn nếu như nó có những cái hàm mà bạn thứ nhất chia miền D theo cách này, bạn thứ gì chia miền D theo cách kia, lấy ra hai cái liêm nó khác nhau. Câu hỏi đặt ra là có cái hàm như vậy không? Có. Và thường là ví dụ sinh viên khoa toán khi học về cái này, họ học về giải tích một, rồi vi tích phân một, rồi giải tích hai, tích phân hai nhiều lắm, có nhiều thời gian, thì lúc đó họ mới nghiên cứu sâu cái này. Còn mình là bỏ qua cái trường hợp không đẹp đó, mình xét trường hợp đẹp hơn. Thì nếu mà nó xảy ra trường hợp đẹp như vậy thì hàm số F bây giờ được gọi là khả tích, có nghĩa là có tích phân trên miền D, và cái giới hạn F đó được gọi là tích phân của hàm F trên miền D, ký hiệu là tích phân trên miền D của F ký đề nè. Và cái định nghĩa mà cho nó chính xác về mặt toán học là như vậy. Sắp hết lý thuyết à, sắp cầm bút lên rồi đó. Cầm bút lên thì mình sẽ cảm nhận được là mình đậu hay rớt môn này ngay. Thôi lát nữa mình đi về là mình cảm nhận ngay. Rồi, bây giờ ý là từ cái lời giải của bài toán và từ định nghĩa thì chúng ta suy ra cái ý thứ nhất thì rõ ra hả ca lớp. Ý thứ nhất thì rõ ra. Ý thứ hai, tôi giải thích cái ý thứ hai thôi, chứ còn ý thứ nhất thì theo tính bắt cầu của bài toán và định nghĩa tích phân kép thôi. Ý thứ hai đâu mà có vậy? Ý thứ hai thì ý nghĩa là như thế này nè. Nếu mà F là cái hàm luôn luôn bằng 1 hàm hằng nữa cả đó, hàm hằng nó gọn là bạn, thì các anh chị thấy đây nè, F là nó luôn luôn bằng 1 thì cái tổng XN này nè, cả lớp thấy bây giờ là bằng, tôi viết rõ là chỉ còn sigma của AI thôi, delta A1 cộng delta A2 cộng cho đến delta AN nè. Mà các cái delta đó là gì vậy? Đây là miền D nè, chia thành N miền con. Cả lớp hình dung miền con thứ nhất diện tích delta A1, miền con thứ hai diện tích là delta A2, cho đến cái miền con thứ N diện tích là delta AN. Cho nên sigma này là cộng hết diện tích của các cái miền con đó lại thì thành ra cái gì anh? Cộng hết diện tích mảnh nhỏ thứ nhất cộng diện tích ông thứ hai, ông thứ ba, thứ tư, thứ năm, cộng hết đến diện tích thứ N, cộng hết lại thì ra gì? Ra giờ tờ của D, diện tích của
miền Nam chứ gì nữa, đúng không? Miền Nam là cái miền đề bài cho trước rồi, cho nên diện tích của đây là một hàng số, đồng ý không? Mà hàng số thì dẫn đến chuyện gì? Dẫn đến liên của Fn, rõ ràng là liên diện tích của đây và cả lớp thấy liên của hàng số thì bằng chính nó thôi, hiểu được không? Mà liên này là gì vậy? Chính là tích phân của hàm F là 1 E trên đường đây. Cho nên là tôi giải thích cái ý cái trường hợp thứ hai là ở đâu mà có để chi. Nó có những cái bài toán yêu cầu tính diện tích của miền D bằng cách dựa vào tích phân kép với D là cái miền giới hạn của các đường sau đây. Thì mình dùng chỗ này. Về tính chất của tích phân kép thì nó gọn là nó tương tự như tích phân xác định của hàm một biến mà cả lớp đã học ở các lớp dưới. Chỉ có cái ý, chỉ có cái tính chất chúng ta thường dùng là tính chất trên bảng, nhưng mà nó cũng là cái sự mở rộng tương tự như cái trường hợp hàm một biến chúng ta đã biết, đó là gì? Hàm một biến chúng ta biết tích phân từ A đến B cộng với tích phân từ B đến C thì bằng tích phân từ A đến C quen thuộc rồi. Bây giờ mở rộng sang vô không gian hai chiều là miền D được chia thành hai cái miền con D1 với D2 thì rõ ràng là gì? Là tích phân trên miền D sẽ bằng tích phân trên miền D1 cộng tích phân trên miền D2, hoặc là thỉnh thoảng mình nhóm lại, mình tách ra hoặc nhóm lại tùy bạn. Nãy giờ còn lý thuyết không? Đó, bây giờ bắt đầu thực hành nè. Đây đó là thực hành nè. Đó. Giờ hết lý thuyết. Có thể nói là toàn bộ cái tóm tắt bài giảng chiều hôm nay đó có hai trang cần lưu ý. Hay nói cách khác là lát nữa không biết là nhanh trễ hay anh sớm, mà nếu mà bị sớm chẳng hạn hoặc là bị trễ lên xe buýt mình ngồi lâu cái hình này ra ngắm nè, hoặc là xuống dưới lát cái chỗ tự học mấy chỗ cây to luôn cái nè, thấy cái hình này ra ngào nghiền ngẫm đó, thấy như nó đầy đủ cái ý nghĩa triết học trong đó nha, không phải là đậu rớt là quyết định hình này với cái trang slide cái bên hai cái slide quan trọng nhất. Giờ tôi giải thích vấn đề đặt ra là tính tích phân kép như thế nào. Đi vào cái vấn đề tính tích phân kép, từ đầu giờ tới giờ thì thật ra là lý thuyết, nếu mà nói cho nó dĩ nhiên mình học ở đại học thì cố gắng hiểu hết nắm hết, nhưng mà giả sử nãy giờ mà chưa nắm thì nói thẳng là chưa cũng chưa rớt lắm ha. Còn cái này mà không nắm được chắc bài làm không được, sao đậu được. Rồi cũng nghe giảng thôi, nhưng mà thỉnh thoảng lát cái gì lấy điện thoại chụp thêm cái bản lại hoặc là nghe rõ thêm cũng được, vừa nghe vừa ghi cho chú thêm cũng được. Bây giờ làm thế nào để tính tích phân kép trên miền D của FPK đề án? Nó gọn là thực hành mà. Cách làm là cả đó. Bước 1 là vẽ miền D. Dĩ nhiên, vẽ rồi. Tùy bài, mình vẽ được. Rồi. Bây giờ bước 2, sau khi vẽ xong miền D thì mình làm gì? Mình làm cái động tác là xác định cạnh của đề. Xác định cạnh của đề. Xác định cạnh của đề thì có hai cách. Cách 1 chính là slide trước mặt. Để cho dễ nhớ, tôi nói là cho x chạy trước. Cách 2 là cho y chạy trước. Để cho dễ nhớ tôi nói thêm như vậy thôi, chứ thật ra cái ngôn từ chính thức trong giáo trình toán thì nhiều lúc là họ không có nói vậy đâu. Bây giờ tập trung nghe giảng là cả lớp.
Bây giờ cách 1 tôi giảng kỹ một cách nha. Còn cái cách 2 thì tôi nói ngắn gọn, tôi bảo tương tự cách 1 tôi nói ngắn thôi. Tôi giảng kỹ một trường hợp. Cách 1 cho x chạy trước nghĩa là sao? Tôi giả sử có một cái miền đề. Giả sử có miền đề. Đây. Cho x chạy trước nghĩa là trên miền đề đó, các anh chị tìm cái điểm xa nhất về bên trái. Xa nhất về bên trái. Đây, tôi gọi là tên là điểm A. Và xem thử điểm đó có mặt độ bao nhiêu. Ví dụ A nhỏ. Tiếp tục, xem thử điểm xa nhất về bên phải của miền đề. Tôi gọi tên là điểm B. Và xem thử mặt độ của điểm đó là bao nhiêu. Tôi ví dụ như B nhỏ đi. Thì cả lớp thấy bây giờ trong tập D tôi lấy một điểm M. Tôi lấy một điểm M có vành độ bằng x. Này nghe giảng kỹ nha. Mình nói một lần thôi đó, không có nói lại. Có vành độ là x. Thế thì bây giờ các anh chị cho điểm M chạy khắp miền D. Cho điểm M chạy khắp miền D. Thì rõ ràng hoành độ x của điểm M nhỏ nhất là và lớn nhất là B. Đó các chị thấy rõ rồi ha. Mình viết đen này chấm nè. X từ A tới B. Nhưng mà cái ý nghĩa vừa được giải thích như bên đây. X từ hằng số A đến hằng số B. Cho nên đi thi hoặc là chấm bài thi, nếu mà sinh viên viết x đi từ ví dụ 1 đến y chẳng hạn, đó là ý thứ nhất các bạn. Thì coi như xong rồi nè. Dòng 1 cặn luôn luôn là hằng số. Tiếp tục nè, y sau khó hiểu hơn. Cái y sau á, dòng sau khó hiểu hơn. Rắc rối. Tiếp tục. Bây giờ hồi nãy bắt đầu tôi cho điểm M nó chạy tùm lum ở đâu có hai, nó chạy loạn lên á, từ từ về. Nhưng mà bây giờ tôi cho x nhận giá trị không đổi, hay nói cách khác cố định cái điểm này lại, cố định điểm nó lại. Chúng ta tưởng tượng như thế này. Ở đây thì x, mà ví dụ như ở số vùng quê chẳng hạn thì thường họ chẳng thả gia số, ví dụ chẳng thả bò đi. Dĩ nhiên một bầy thì không nói. Giả sử có một con hai con thì họ hay còn cái dây họ dắt họ thả. Giả sử có một cái đám cỏ ha, họ còn con bò xong rồi họ thường là cột vô một cái móc cái cọc cây, thường họ đóng cọc, đóng cái cọc xuống họ cột vô. Và coi như con bò lúc đó nó chỉ ăn quanh theo cái dây đó ha, ăn quanh đám cỏ để mà đỡ phải đi đâu họ đỡ tìm kiếm. Rồi, thì ở đây cả lớp hình dung là cái điểm này bây giờ mình cố định lại. Điểm M ban đầu nó chạy lung tung như thế này cả, nhưng mà bây giờ mình cố định cái điểm đó lại rồi thì điểm M bây giờ nó chạy ở đâu cả đó, nó chạy đâu, nó chạy lên chạy xuống này thôi nè. Lớp hiểu không? Cái khoảng độ nó không đổi, chỉ có tung độ nó đổi, có thể đổi. Cho nên điểm M bây giờ nó chạy lên chạy xuống vậy ha. Nhưng mà nói cho nó chính xác về mặt toán thì nói như thế này. M bây giờ nó sẽ chạy từ điểm này, tôi gọi là điểm M1. Điểm này tôi đặt tên là điểm M2 đi. Thì cả lớp thấy điểm M nó chỉ chạy từ M1 đến M2, chạy theo cái chiều tăng của trục tung đó cả lớp. Tiếp tục nè, chúng ta phân tích tiếp. Bây giờ điểm M1 nó nằm ở phía dưới này. Bây giờ cái đường ở dưới cùng này được gọi là đường biên phía dưới. Tôi tô đậm bởi phấn màu xanh. Đường này là đường biên phía dưới. Biên phía dưới. Đây là một đường cong trong mặt phẳng. Và giả sử đường cong này có phương trình là, giả sử đường cong này có phương trình là, biết chỗ nào chưa? Đây. Y
bằng R1X. Giả sử đường biên phía dưới có phương trình Y bằng G1X hoặc là R1X. Rồi tiếp tục là cả lớp. Điểm M1 nằm ở trên đường biên phía dưới, điểm M1 có hoành độ là X thì tung độ là bao nhiêu? Phân hoại trục tung. Tung độ của điểm M là bao nhiêu cả lớp? Đưa vào chỗ này là tự làm khó mình nè. Điểm M1 thôi đưa ra đây. Điểm M1 tung độ của nó sẽ là Y1 bằng G1X. Đồng ý không? Điểm M1 nằm trên đường biên phía dưới và điểm M1 có hoành độ là X thì tung độ là G1X. Tương tự như vậy, bây giờ giả sử bây giờ xét đến điểm M2, giờ xét tới giờ tôi tô đậm cái đường biên này bởi màu vàng, bởi màu được gọi là màu phản bội á, màu phản bội nè. Rồi điểm M2 cả lớp thấy nằm trên đường đó. Đây cũng là một đường cong trong mặt phẳng và giả sử phương trình của nó là y bằng r2x. Cả lớp thấy M2 nằm trên đường biên biên trên, hoành độ M2 là x thì tung độ rõ ràng là Y2 bằng G2. Đồng ý cả bạn. Tiếp, điểm M bây giờ tôi giả sử tung độ của nó là Y. Thế thì rõ ràng điểm M chạy từ M1 đến M2 tương đương với tung độ Y của điểm M đi từ Y1 đến Y2 như vậy nè. Hiểu không? Giả sử là hiểu được đi. Nghe dễ dàng, nghe ghê không? Y bằng đi từ D1 đến D2. Chỗ đó khó nói nha. Nói chỗ đó đầy đủ từ từ, từ không lâu. Nhưng mà lát nữa lấy điện thoại chụp cái hình đẹp đó vô nha. Mà đẹp á, tôi còn thấy đẹp mà. Rồi, tôi giải thích xong cái bản chất của cái chuyện đó rồi đó. Cho nên viết trong cái tóm tắt bài giảng ghi như thế này thôi, nhưng mà cái bản chất đầy đủ từ đầu tới cuối nó là vậy. Và tới đây rồi làm sao nữa? Mình ráp cặn vô. Thì tôi khỏi viết ha, tới đây có rồi nè. Ráp nè, cách ráp nè cả đó. Y từ A tới B, cái dòng 1 á, mình ráp thành lớp 1. Mình đếm lớp ở đây từ trái sang phải bình thường thôi, cặn từ A đến B. Lớp thứ nhì viết từ tích phân từ R1 đến R2, FXY, DY, DX. À đây chúng ta để ý cái lớp bên trong là Y chạy từ R1 tới R2, lớp bên ngoài là X đi từ A đến B. Cái chuyện ráp vô rồi tính thì cái chuyện đó được rồi. Quan trọng là hiểu rõ vấn đề vậy. Bây giờ cách thứ hai thì cho Y chạy trước, tôi nói gọn nè. Nãy giờ mình nói kỹ cái trường hợp 1 rồi, ngày hôm nay tôi nói gọn, nhưng mà cả lớp cũng tập trung nha. Lý do vì sao? Các chị nói là thôi giờ em học tích phân kép, em học kỹ một trường hợp. Một là em đủ thi, không phải. Hai trường hợp được yêu cầu nắm như nhau. Lý do vì sao? Nó có những cái bài thi họ nói, nhưng mà nói như thế là cho tích phân kép ở cái hình 1. Họ bảo mình viết lại cái tích phân kép ở cái hình phía sau. Viết lại tích phân kép theo cái thứ tự ngược lại. Lưu ý cho nên cả hai cách này đều phải nắm kỹ như nhau cả. Rồi bây giờ tôi nói trường hợp thứ hai nữa đó. Giả sử đây là miền đen. Cho Y chạy trước nghĩa là làm sao? Xem thử điểm thấp nhất của miền đen có tung độ bao nhiêu. Cho Y chạy trước mà. Rồi xem thử điểm cao nhất có tung độ bao nhiêu.
thì rõ ràng cả lớp thấy miệng D mình viết là y đi tự C tự D. Bản chất toán là một điểm M tùy ý trong miệng D có tung độ là y, thì rõ ràng là khi điểm M chạy khắp miệng D thì rõ ràng là tung độ y đi từ C tới D thôi. Còn cái hoành độ hồi nãy giảng kỹ cái trường hợp đó rồi, bây giờ tương tự thôi chứ nói nó cũng rất là dài, tương tự vậy. Thì bây giờ Lục làm sao xác định cái đường biên bên trái x theo y, giả sử x bằng h1 y, rồi xác định cái đường biên bên phải x bằng h2 y. X bây giờ đi từ biên bên trái sang biên bên phải cả đó, biên bên trái sang biên bên phải, tức là x đi từ h1 y cho đến h2 y. Còn lúc nãy y đi từ biên dưới đến biên trên ha, y đi, còn x đi từ biên bên trái sang biên bên phải. À dạ, rồi ráp, cũng ráp cạnh với mình luôn. Rồi, từ từ rồi sẽ xem lại tiếp. Và cầm bút lên, làm ví dụ. Coi thử đậu hay rớt biết liền. Chiều nay lát mình bước ra cửa là mình cảm nhận ngay, dâng lên trong tâm hồn mình biết ngay. Rồi, đây là câu mới thì cách đây mấy tuần vừa lớp học lại đây. Tính tính phần sau dĩ nhiên mình làm từ dễ tới khó, bài này dễ trước. Bài này coi như cặn và xác định sẵn rồi, các thầy chỉ tính thôi. Thì người ta chỉ yêu cầu là tính. Và dĩ nhiên là các thầy cô giảng các lớp học lại trong đó có tôi thì thường họ cũng xưng thư sinh viên thôi. À, bài này 2 điểm là mà. Ta biết thấy nó nhẹ nhàng thôi. Mà 2 điểm không có nghĩa là đậu, 2 điểm để cho các anh chị cảm thấy có động lực để làm các cái bài tiếp theo. Chị mình nhớ là khi xác định cặn có hai cách nha, cho y chạy trước hoặc cho y chạy trước. Và nếu cả hai cái x với y nó không chạy thì mình chạy thôi, chạy về chuẩn bị học lại. Hai biến nó không chạy thì mình chạy. Rồi đó là nói chung thôi. Nghe đồ rất là giỏi sẵn rồi. Nghe đồ. Nghe thiên hạ đồ rất là giỏi sẵn rồi. Coi như ví dụ 1 đi ha. Giải. Coi biết này nè. Y bằng tích phân từ 0 tới 1. Tích phân từ 2 viết đến 2. Chị nhìn dạng được lớp là sinh viên giỏi sẵn hay tự vui á. Rồi. Giờ tính từ từ nó cả lớp. Lớp tròn trước nè. Rồi những bước 1 á. Tính lớp tròn trước. Tính tích phân từ 2x cho đến 2 của x trừ y đi. Nhưng tôi hướng dẫn thôi là các chị sẽ lên mạng tính. Bây giờ chú ý như thế này nè. Khi mình tính đạo hàm riêng, đạo riêng theo x xem y là hàng, đạo hàm riêng theo y xem x là hàng. Tổng quát là khi tính đạo riêng theo biến này thì xem tất cả các biến còn lại là hàng số, thì tích phân cũng như vậy luôn. Khi tính tích phân theo biến y, xem y là hàng. Tính tích phân theo biến, xem y là hàng. À, cho nên cả tích phân này tóm lại, xem x 200 hàng số.
Cái gì bên dưới cũng tính đi chứ. Bên dưới cũng tính toán đây à. Tại tôi biết có đáp số rồi, xong cái lớp đó là về chỗ anh. Đáp số gì ạ? X bình cộng x trừ 2 rồi xong, chúc mừng. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các học kỳ sau tiếp. Như vậy là sau khi làm xong, bắt đầu anh cảm nhận dần với có cái sự đồng cảm với các anh chị học lại thứ ba lớp là mà không, gần 500 sinh viên học lại, nhưng mà đó là những người rớt mà học lại, còn những người rớt mà chưa dám học lại đó, giữ thôi. Rồi sao thì sao vậy? Một nguyên hàm của x là một nguyên hàm của hàng số, là hàng số nhân với biến ha. Tóm lại là x nhân với y trừ đi y bình chia y hai. Và nhớ làm bài chỗ này để ý thêm này cả lớp, để ý thêm, ghi rõ cho tôi là y từ 2x cho đến y bằng 2, ghi rõ vào trong bài làm nha. Trong bài tôi để ý chỗ này nè. Rồi, thay y bởi cạnh trên, tóm lại là bạn thiếu cái thừa số đó thôi. Đấy. Trừ đi, thay y với 2 thì 4 chia 2 là trừ 2 nữa không? Trừ 2. Rồi trừ đi thay y bởi cạnh dưới, x nhân với 2x là 2x bình. Trừ đi trừ là cộng, thay y bởi 2x, 4x bình chia 2 là 2x bình. Như vậy 2x bình trừ 2x bình rút gọn đi, đáp số là 2x trừ 2. Tóm lại đáp số của lớp 1 là 2x trừ 2. Lớp ngoài thì tầm thường là bao, viết nhanh qua này qua bài khác. Lớp ngoài bước 2, y mà tích phân từ 0 tới 1 của kết quả vừa rồi 2x trừ 2 để một nguyên hàm của 2x là x bình phương, một nguyên hàm của 2 là 2x cận từ 0 tới 1. Rõ ràng 1 trừ 2 bằng trừ 1 là đáp số. Thật ra bài đã 2 điểm, các chị thấy để thi xương thương mà ha, thương các chị mà nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà các chị hỏi, ủa sao đề dễ vậy mà sao họ rất nhiều được? Giờ chúng ta sẽ xem năm ngoái như thế nào. Đây là câu có trong đề thi năm ngoái nè. Có hai đề, đề này dành cho các lớp ngoài công nghệ thông tin, tức là mai mốt các chị sẽ thi kiểu đề này đây. Lớp mình rồi bên điện tử viễn thông rồi vật lý mà mình ha. Còn cũng cái câu này, nhưng mà của cái đề bằng nghiệm tin thì phức tạp hơn chút. Phức tạp hơn chút là nghĩa là sao? Đây nè, tôi cũng gõ rồi à, nó có cái đường y bằng căn. Thì thật ra nó cũng xê xích chút thôi, chứ bảo là đề của mình dễ hẳn là không đúng. Rồi, ví dụ thứ hai chúng ta làm bằng điều này. Giải luôn ha, coi như là đề và tóm tắt sơ cái đề. Tích phân trên miền đề của 1 cộng 3 có bình cái đề này. Đề ở đây giới hạn bởi y bằng sin, y bằng 0,
ứng với ý từ không tới biển. Ý từ không tới bi thôi, không bi chia hai, bi ý bằng không, sin bằng không, tôi vẽ từ đây bằng sin trước, ý bằng bi chia hai, sin bi chia hai bằng một. Được rồi, x bằng b, sin bằng không. Rồi, các chị phát hoài cái đường x bằng sin x. Còn là đầy đủ ra thì ví dụ nè, 1 trừ 1 x bằng 0, sin bằng 0, x bằng b chia 2, sin bằng 1, x bằng b, sin bằng 0, x bằng 3, b chia 2, sin bằng trừ 1. X bằng 2, b, sin bằng 0 lại. Bên kia, trừ b chia 2, trừ 1, trừ b, không, trừ 3 b chia 2, sin bằng 1, trừ 2 b, sin bằng 0. Đường sóng quen thuộc, hình sóng quen thuộc. Còn là đường y bằng cos cũng tương tự ra cả đó, chỉ có điều là để ý y bằng cos thì x bằng 0 thì cos bằng 1 ha. Là y bằng cos. Con sinh chung hòa là 11 y bằng sin. Tóm lại, vẽ miền D thì thường họ cho y bằng x bình, y bằng x của 3, y bằng căn bằng 2 của x, cùng lắm y bằng sin, y bằng cos, y bằng an của x, y bằng log 2 3 của x. Những cái đường cơ bản thường con sinh chung hòa sẵn thôi, dĩ nhiên đường thẳng theo ông bài thôi. Rồi, đường cái gì? Y bằng 0, rõ ràng là đục hoành đã có sẵn rồi. Và ứng với ý từ 0 tới bi, cả lớp thấy miền D chính là miền đường gạch chéo này. Chú ở đây ghi chú đẹp à, nhớ chú thích cái phương trình của đường y bằng sin. Họ hình vẽ mai mốt các chị làm bài là hình vẽ tôi chấm 10 điểm á, vẽ hình cho nó đẹp thôi. Em mua các bút xanh đỏ tiếng vàng vẽ hình lớn lên. Ví dụ như một đơn vị pi chia 2 chẳng hạn. Thường ví dụ mình vẽ 2 ô vỡ, 3 ô vỡ, đại loại vậy. Nó lớn cái hình ra, hình càng lớn thì càng cao. Nhớ vậy không? Nói cách khác, điểm tỷ lệ thuận với cái hình. À. Đúng rồi, đi thi khỏi làm gì hết, đi thi vẽ hình rồi đi về được tự điểm chắc, đảm bảo. Tiếp, bước 2. Xác định cạnh của miền D. Xác định cạnh của D. D hay chấm. Bây giờ cả lớp cho x chạy trước hay y chạy trước, về mặt nguyên tắc là đều được hết á. Các chị tự do chuyện đó.
Rồi chụp lên đầu đúng. Bạn làm đúng rồi. Cho em chạy trước. Điểm xa nhất về bên trái chính là góc tọa độ hoặc độ bằng không, đúng. Điểm xa nhất về bên phải chính là điểm bi không, hoành độ là bi, x từ không tới bi, đúng rồi. Y đi từ từ đâu? Y đi từ biên phía dưới cho đến biên phía trên. Biên dưới cả lớp thấy chính là một hoành phương trình là y bằng không. Biên phía trên là đường màu đỏ, phương trình y bằng sin. Cho nên y đi từ không tới sin, đúng rồi. Bạn vừa lên bảng học giỏi sẵn rồi, cho nên là chắc là bạn không cảm thông được với những chị học lại vừa rồi bảo đề dễ như thế này, sao họ lại rất dễ ha. Bước ba, ráp cận rồi đến, ráp cận rồi đến. Y bằng ráp nè, y từ không tới bi, lớp ngoài dòng một ra ráp lớp ngoài, dòng hai ráp lớp trong, cạnh đi từ không đến suy nghĩ sau nãy giờ nó bị nó chết chết không. Hàm số với dấu tích phân là 1 cộng với 3 có tình đi. Đề y, đề y là lớp đông, nhớ viết đúng thứ tự như cả đó. X là lớp ngoài. Thời gian thì đang học đó thì tôi thấy được chứ. Nãy giờ tôi lên đó tôi thấy không?
Cái file tấm tắc bài giảng đang dùng đó là có những cái trang lớp râm rồi nha cả lớp. Là cái trang download cái file này. Bye.
có tạo hành bình thường xuyên. Cách đây bằng trường 1 rồi y bằng y ngắn bông nó bằng x từ 0 tới bi, mà x bằng 0 thì t đi từ 1 mà phải càng dưới là 1 chứ đâu sự trường 1 này. Biết đúng cái thứ tự cốt bình, cho nên cho đó là 3 t bình. Sin x dx thay với trừ dt, à, có dấu trừ chưa? Cô đậm đậm dấu trừ lên. Số 4 đậu rồi đó, tiếp phần. Em nói tích phân theo biểu thức đó, bây giờ mình đổi biến đặt t bằng cos, suy ra dt bằng trừ sin x dx kéo theo sin x dx bằng trừ dt đổi cạnh, ráp vô tính được. Bạn năm ngoái nhiều bạn làm sai lắm á. Bấm máy là bấm kiểu gì? Đó quyền tự do của anh, tôi đâu dám cấm. Anh biết gì tôi chấm cái đó thôi, còn tôi không dám gì hết trơn. Tóm lại, biết đầy đủ như trên mạng. Còn dĩ nhiên các chị không biết ra thì điểm nó cũng không có theo thôi, chứ có gì đâu, bình thường. Rồi, trong đề thi năm ngoái cũng cái đề đó đó. Câu tiếp theo, nó có nhiều dạng bài mới nói với cả lớp là vì sao đây là cái nội dung trọng tâm. Lý do là cái về cái ứng dụng cũng như về cái dạng bài tập không là nhiều nhất. Phát họa miền lấy tích phân và đổi thứ tự của tích phân sau, đổi thôi. Còn nếu mà lớp bên công nghệ thông tin thì cái câu kế bên họ làm nhiều hơn chút, nhiều hơn chút có nghĩa là họ đổi xong rồi thêm cái bước thứ ba là tính nữa. Còn các lớp của mình thì thường là vẽ rồi đổi thôi, còn đây là vẽ đổi rồi tính, họ cực hơn chút.
À, trong bài bài này cả lớp thấy tới 2 điểm lận nha. Như vậy là nãy bài nãy với bài giờ bây giờ là 3 điểm rồi đó, tương đối nhiều. Còn nữa, nguyên cái bài này mà cả lớp thấy còn điểm à, chua nhân dân đó nè. Tiếng bài hết sức cẩn thận, tôi là tôi chấm bài kỹ lắm luôn á. Tôi chỉ chấm bài lúc vui thôi, vui chấm, buồn thôi, bỏ đi làm việc khác. Ví dụ 3, giải luôn. Dạng bài khác, mỗi dạng mình làm bài là gì? Phát họa miền lấy tích phân, đổi thứ tự lấy của tích phân xong. Viết lại cái đề. Tích phân từ 0 đến 4, tích phân từ 0 đến căn bậc 2 quyết, FXY D. Thế các bạn này phải lấy nguyên hàm ra hết chứ. Lấy nguyên hàm, ít nhất là tới cái bước đó là biết đáp số cũng được. Chúng ta phải có nguyên hàm. Cách trình bày bài nha. Bài này như sau cả đó. Bước 1, vẽ miền đề. Hai chấm. Dấu sao thứ nhất, đề hai chấm nè. Bây giờ mình xác định cận của nó ra. Hồi nãy thì sao? Hồi nãy thì có cận ráp vô tích phân. Bây giờ có tích phân rồi, lôi cái cận nó ra. Đang viết cặn của đề từ tích phân từ đề bài. Chịu đựng lên một chút. Như vậy lớp ngoài ít từ 0 tới 4 à, lớp trong y từ 0 đến căn hết, bạn biết đúng quá rồi. Dấu sao thứ hai mình nói nè, d giới hạn bởi miền, d giới hạn bởi bốn đường. Giới hạn bởi bốn đường, các chị hỏi bốn đường nào vậy? Làm sao để có bốn đường đó vậy? Cho x bằng cạnh dưới x bằng 0, cho x bằng cạnh trên x bằng 4, cho y bằng cạnh dưới y bằng 0, cho y bằng cạnh trên y bằng căn bậc 2 của x. Đấy, để mình vẽ thôi. Chờ mai mốt thi cử mang thước đồ theo kẻ hình kẻ ngay ngắn. Cho bài hình bằng tay là không chấm điểm nha, không có điểm cho cái hình nếu mà bài bằng tay. Hai chục tọa độ mà bài tay thôi. Bài nè, chỉ như miền bản thì có bài tay thôi. Không vỡ lắm, bài làm bài thi thì phải dùng thước rồi đàng hoàng.
chắc mấy phần nào phải để có một bạn để lấy một phần hồi mẹ đi. À, cảm ơn, đúng rồi đó, chúc mừng đậu. Miền Tây tóm lại đúng rồi đó, tiết bằng không rõ ràng trục tung nha cả đó, tiết bằng không là trục tung đó nha, đường tiết bằng không, tiết bằng bố đường thẳng song song với trục tung các hoành độ, các trục hoành tại điểm của hoành độ là bố. Y bằng không là trục hoành có sẵn rồi. Y bằng căn bằng hai quyết, nửa parabol bạn phát họa như hình vẽ. Còn không, nếu mình quen, mình lấy x bằng không, y bằng không, lấy x bằng 1, y bằng 1, lấy x bằng 4, y bằng 2, nối ba điểm lại đường cong. Nhưng mà cái bản chất toán nó chính là nửa parabol tương đối quen thuộc, parabol nằm ngang có phương trình là x bằng y bình, không cả đó. Nhưng mà ở đây mình lấy nửa parabol nằm trên trục hoành, chính là đường y bằng căn bằng hai quyền. Và miền đen giới hạn với bốn đường bên trên chính là miền bằng cạnh chéo như hình vẽ. Đúng rồi, tốt. Còn những cái ý thứ nhất của đề bài, phát họa miền lấy tích phân, còn dạ là đường điểm ở đâu cả đó, dễ chịu quá chứ, không? Cho nên thật ra là trong đề thi thì nó tương đối rất là khó, câu này thì dễ, câu kia bù qua bù lại. Làm việc thẳng một thời thì mình nghĩ luôn nha. Ủa dàn bài tập mình minh hoàng và vẫn chưa xong, mới có bước 1, bài này ngay lên bước 2. Xác định cạnh của đề, xác định cạnh của miền đề, mở một đơn theo thứ tự ngược lại, theo thứ tự ngược lại so với đề bài. Mà cả lớp để ý, đề bài thì họ cho y chạy trước, phải không? Cho nên bây giờ theo thứ tự ngược lại là mình cho y chạy trước, hai chấm là cho y chạy trước. Sự hấp dẫn càng ngày càng tăng lên là đề hai chấm. Bạn làm cái ý này phải hấp dẫn lắm. Thank you.
đi về đâu, phía đâu, tiếp từ đâu, phía đâu. Bài giảng có hai slide quan trọng nhất. Lâu lâu cứ buồn thì dở ra hai cái hình đó ra ngắm. Đây. Hai cái slide quyết định đầu rớt môn học của mình. Mình làm sao nè? Cho yên chạy nước mà. Điểm thấp nhất của miền đê là mấy? Ở đây chúng ta thấy có vô số điểm thấp nhất nằm trên trục hoành có hoành độ bằng 0. Đúng không? Xin lỗi, có tung độ bằng 0. Đúng. Tiếp theo, xem tới điểm cao nhất của miền đê có tung độ là mấy mà. Thấy không? Điểm cao nhất của miền đê rõ ràng chính là điểm A nè. Có tung độ là 2, tôi đã chấm chấm rồi nè. Hiểu được không? Hai. Nhưng mà thường dòng đầu đa số đều đúng hết, sai với dòng sau. Dòng sau thì lý thuyết nói như thế nào? Mình phải học kỹ lý thuyết là vậy đó cả lớp, chứ không phải là nhiều lúc mình không để ý lý thuyết, mình làm bài đậu không phải đâu. Đây là biên bên trái cạnh bây giờ cái x á, nó chạy từ biên trái sang biên phải hả?
A. Xe tới biên bên trái có phương trình là gì? Nhìn vô cái hình đi. Ở đây mình kẻ một cái đường nằm ngang, mũi tên từ trái sang phải nè. Rõ ràng cả lớp thấy cái biên bên trái là đường tô đậm đây nè, là biên bên trái. Phương trình phải biết x theo y, x bằng gì cả lớp? Bình phương lên thôi, phải không? Y bằng căn x, bình phương hai vé, x bằng y bình. X đi từ y bình phương, cần sao bạn biết đúng không? Từ biên bên trái sang biên bên phải. Biên bên phải ở đây, chỗ này nè, là đường x bằng 4. X từ y bình đến 4. Viết lại cho nó ngay ngắn chút. Như vậy đây, y từ 0 tới 2, x đi từ y bình phương cho đến 4, quyết định sự đậu rớt. Câu 2 điểm à. Cái chỗ phát họa nó nãy cho nó một điểm không đúng, phát họa chắc là nửa điểm. Phần sau nó quyết định mà. Rồi, và cuối cùng là bước số 3, ráp cận thôi. Bước 3, 200 ráp cận. Y bằng tích phân từ 0 tới 2, lớp ngoài đó, y đi từ 0 tới 2. Rồi lớp trong, x từ y bình cho đến 4, f x y, d x d, và làm dấu kết thúc bài. Để ý là lớp trong là x đi từ y bình cho đến 4, lớp ngoài y từ 0 đến 2. Còn các lớp công nghệ tin tới đây, họ phải thêm cái bước là tính nè. Bước 4 là họ tính. Tại ví dụ cuối cùng, ví dụ cuối tôi sửa là câu này. Câu này có đề thi học kỳ 3, đó là kỳ hè, các lớp chất lượng cao thì họ thêm một kỳ hè của bên công nghệ tin và PP, có nghĩa là chương trình Việt Pháp. Có cái môn này. Cho tích phân câu A, câu B, câu C. Câu này trong đề thi của họ là 2.5 điểm. Giờ chúng ta làm từng cái điểm một. Cố gắng cho cả lớp, cố gắng hết sức. Chứ còn là tôi đi qua đi lại nãy giờ tôi cảm nhận chắc nếu mà tình hình mà không đổi, tôi lấy ngày mai thi đi, cuối kỳ đi, ví dụ về chắc nằm được đạp rớt á. Cố gắng nha, cố gắng cho nó. Khi chấm bài cho các anh chị thì ví dụ như để các anh chị rớt thì tụi cũng đâu có vui sướng gì, bứt rứt lương tâm chứ phải. Nhưng mà nếu mà làm bài cũng được mà cho đậu tụi cũng bứt rứt hơn, phải không? Chọn cái bứt rứt ít đi. Nói vậy thôi, cố gắng đi học là đậu hết á. Thường là những anh chị đi học mà họ mới rớt. Bài 4,
Dạ. Viết lại nghe đại bạc. Tích phần từ 0 tới 2. Tích phần từ y chia 2 đến 1. E mũi x bình phương. D x d. Câu A trước cả đó. Tìm miền D. Tìm miền D nghĩa là mình viết cái cặn ra đó cả đó. Tích phần đã có sẵn viết cái cặn ra đó. Amen.
kỳ dễ sai. Dạ, các anh chị, rồi đây là cái phần trọng tâm nhất của môn học và nó quyết định đầu đất của môn học. Nên sau buổi hôm nay là về nhà phải phần này phải nghiên cứu kỹ vô, xem kỹ bài, làm các cái bài còn lại làm hết, tự động làm hết. Rớt là rớt chỗ đó, nhưng mà nó có mánh hết á,
còn đó nó có kỹ thuật, mình đi học mình biết. Cái mánh nè, kỹ thuật nè, tập trung nè. Mình phát họa nháp bốn đường đó thôi. Tôi vẽ nè, y bằng không, y bằng hai, y bằng y chia hai, y bằng một. Chỉ bốn đường đó thôi. Chọn cái miền, trong toán người ta gọi là miền giới nội, nó chính xác tuyệt đối về mặt toán. Miền giới nội, chọn cái miền được gọi là miền giới nội, có nghĩa là cái miền được chứa trong một cái hình tròn, tồn tại một cái hình tròn chứa miền đó, chính là cái miền này nè, chứ gì nè, tam giác này nè. Bây giờ tôi thấy nhiều bạn vẽ đúng đó, chúc mừng một cách gì đó. Cho nên tóm lại, chọn miền đây, nhớ nha, mai mốt làm bài vẽ cái nó đẹp không, chấm cái nó đẹp nhiều. Đây vị trí no nè, không to đâu, đầy đủ số liệu nha. Thiếu phương trình đó, tích bằng y chi hai. Đó là câu B thôi. Câu C, tính tích phân y. Sở dĩ sửa ví dụ thứ tư bởi vì cái câu cuối này nè, tính tích phân y tính như thế nào, bây giờ tôi hỏi các anh chị nè, mình để nguyên cái tích phân theo thứ tự ban đầu mình tính thử được không? Tính đi, hay chưa? Để nguyên tích phân ban đầu, tính lớp đông trước, tính tích phân của em của bệnh để y đi từ y chia hai cho đến một, được không cả đó? Dĩ nhiên các chị có thể phân vân ha, chị nghĩ trong suy nghĩ có thể nói là có thể được, có thể không, nhưng mà thật ra nếu mà tính, câu hỏi đặt ra là một nguyên hàm của an của niết bình, hay nói cách khác tích phân bất định của an của niết bình để biết nó bằng cái gì, thì thật ra nếu mình học kỹ một chút thì chúng ta biết rằng là cái tích phân này cùng với một số tích phân khác, ví dụ tích phân của sinh diệt để những cái tích phân này nó có đặc điểm là gì? Người ta nói chính xác tuyệt đối về mặt toán, người ta nói không thể dùng các cái hàm sơ cấp để biểu diễn kết quả của các tích phân này. Nói gọn, tính không được. Được không? Tính không được. Bởi vậy, không có hỏi thi nè. Tính được hỏi thi chứ. Cho nên nếu mà để nguyên như thế này, tính không được. Cho nên muốn tính được thì phải làm sao? Đổi thứ tự. Đó chính là cái ý của cái bài thi này. Dĩ nhiên thật ra lúc học trong lớp học khá rồi, đi thi thì chỉ hỏi cái dạng đó mà đổi cái hàm để coi cái bạn nào đi học, bạn nào không thế thôi. Chứ còn thật ra thì họ đánh đố các chị làm gì, mà mình biết hết rồi thì đánh đố sao được ha. Cho nên ý thứ nhất của câu C, các chị xác định cạnh của đề, mở hộp đơn theo thứ tự ngược lại, theo thứ tự ngược lại so với đề bài.
em thứ tự ngược lại so với đề bài. Hai trăm đề, đề bài cho y chạy trước, bây giờ mình cho x chạy trước. Y đi từ biên dưới là đường nào cả đó? Biên dưới là đường gì đấy? Trục mạch nè. Phương trình là gì? Thì mình to. Biên trên là đường nằm nghiêng màu đỏ. Nhưng mà phương trình viết cái dạng y thang x là x bằng y chia 2, y bằng 2x. À, cho nên y từ 0 đến 2x chứ không phải 2x thứ 2. Không đến này, tôi nói rồi mà, đây là cái thủ học quyết định độ rớt của môn học. Tiếp rồi rác cặn được tính thôi, xóa bên đây ra hết chỗ này. Xoay hình đẹp của nghe. Chiếu sáng tiếp theo. Trang cầm. Y bây giờ bằng theo thứ tự ngược lại với cái cặn mới đó thôi. Y từ 0 tới 1. Y từ 0 đến 2x, e một x bền, đề y đề y bây giờ lớp bên trong, x lớp bên ngoài. Tôi làm được ha. Lớp trong tính phần từ 0 đến 2x của e một x bền, đề y tích phân theo biến y xem x là hạt. E của x bình là hạt, một nguyên hạt của hàng số là bằng hàng số nhân với biến, biến cái đó là biến y. Y đi từ 0 đến 2x và thay y bởi cạnh trên vô, mình được 2x nhân với e của x bình. Còn trừ đi thay y bằng 0 thì giờ đâu phải biết. Lớp ngoài y bằng tích phân từ 0 tới 1 của kết quả vừa rồi, 2x nhân với n x bình đề. Cả lớp dễ thấy đổi biến đặt t bằng x bình, kéo theo delta bằng 2x đề. Đổi cạnh
x t, x từ 0 tới 1, t cũng từ 0 tới 1, x và t bằng x bình. Vậy y bằng x từ 0 tới 1, t cũng đi từ 0 tới 1. E mũ x bình thành E mũ t, 2x dx để t. Một nguyên hàm của E mũ t là chính nó, cạnh từ 0 tới 1 và E mũ 1 là 1 là E, trừ đi E mũ 0 là 1. Xong bài giảng một thuộc cái nội dung hay nhất môn học đã kết thúc. Chúc anh chị vui vẻ. Đậu nha. Thôi nghỉ đi.